Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của cô Cù Lao. Hôm nay là Út ở nhà. Bây giờ Út chặt lá dừa vô để làm mấy món đồ chơi giống như hồi thợ nhỏ cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó chơi nha mọi người. Mọi người cùng làm với Út nha. Út sẽ làm đồ chơi từ lá dừa chỉ cho mấy bé chơi nha. Lựa cái lá nào đẹp đi. Cái lá này đẹp. Út cầm Quy ra. Quy không biết làm đồ chơi nè ông Quy. Biết. Con biết làm món gì? Biết làm đồng hồ. Làm đồng hồ luôn hả? Rồi con làm đây làm đẹp không? Con làm đồng hồ cũng coi này. Rồi giờ Út cũng làm đồng hồ nè. Chị có em làm đồng hồ chị? Đồng hồ hai lá dày hen. Nè Út chỉ cho Quy làm hen. Mình xếp vuông lại. Đó. Bẻ xuống. Cúp lại. Đây mình chọt mình kéo qua để cho nó giữ chắc lại. Đó, giữ chắc lại. Đây ông mượn rồi. Nè, cắt bớt một cái dây. Đưa tay mang vô ông đi. Út đưa. Ủa, nè, Út mang vô cho con. Đưa tay đây. Đó, là đồng hồ cho bé Vy nha. Đây, nó lấy cái đồng hồ. Rồi, đó tới đây nha. Đó, vậy là được cái đồng hồ. Cắt mình dài chứ. Cái vậy được rồi. Xong rồi mình muốn làm nhẫn mình cũng làm y vậy luôn. Nhưng mà cái cọng này nó sẽ nhỏ lại nè. Mình chẻ ra làm đôi xong mình làm nhẫn. Đây là cách để làm chống chống nè. Mình sẽ chuẩn bị hai cọng luôn. Mình chấp lại như thế này. Gấp cái này vô. Xong luồn cái này qua. Mình cứ luồn chéo chéo á, xong mình kéo lại là nó sẽ thành trong giống à. Đó, bốn cánh nè. Rồi kéo qua. Đó. Kéo qua vậy là thành trong giống rồi đó. Giờ cắt cánh bớt cho đều. Lát nữa có gió thì thả được rồi đó. Lát có gió là mình lấy cho nó quay nè. Cái cọng thì mình ghim vô, đang mình cộng đang cho nó quay. Cắt nhỏ nhỏ mới xỏ qua được. Cắt này mềm quá không qua được nè. Chị phải kinh nghiệm nhiều năm á. Ốm chị biết được. Cái râu cắt bớt dài quá nó đâu có ấy nổi. Nó không bài nổi phải không? Ừ. Râu phải ngắn thôi. Ham râu dài quá. Ủa cái này là đây cái nãy chưa cắt râu. Nãy chưa cắt râu, đấy kia cắt râu rồi. Hai cái đã cho hai đứa nè. Làm kèn hỏi nha. Kèn dễ lắm mọi người. Bây giờ là mình quấn lại, mình cứ vòng dày mình quấn vòng tròn tròn thành cái kèn. Quan trọng mình thổi ra nó có kêu không nè. Chỉ cho mấy bé chơi kèn nha. À, rồi xong tiêu. Phá à, phá trong chống Út hả? Nó nè. Kệ em con kệ. Bây giờ mình tới đây mình hết lá rồi mình chắp lá. Thôi thử coi kêu không? Thử 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 nhỏ kêu vậy không? Hả? Thôi thử kêu không? Thôi đừng chết luôn kêu sao có chị kêu. Cái kia nãy kêu cái này không kêu à. Để đây này. Chị có một miếng thôi. Hey, có một miếng đây thôi. Kêu đây nè. Sửa mỏ lại, bóp bóp. Cái mỏ sao để cho kêu? Sẽ bóp bóp. Cái mỏ rộng quá không kêu ạ? Ừ. Mỏ này phải miệng nó phải bóp bóp lại. Thổi sâu sâu vô. Trời ơi. Nghe kì, quấn cho đã không kêu. Sửa nó kêu mà. Ôi chị thổi em coi. Chị ấy cái kẹt này coi. Sức dậy lắm. Rồi nóng rồi. Đây cây kèn của chị làm có chút xíu hồi nãy làm nó kêu mà con Út làm bự quá nó không kêu. Thổi kèn kêu không?
Hay là tại Út thổi nổi ta? Thổi thử coi. Trời ơi, nhỏ mà nó kêu bự quá nè. Nghe chưa? Nghe chưa mấy đứa? Trời sao? Người người thổi nó mới kêu, người thổi nó không chịu kêu. Út thổi kêu anh chị thổi nó kêu. Trời ơi, cái kèn bự Út kêu dữ vậy đúng không ơi? Người ta nghe không biết vụ gì. À, cái bí quyết là phải ngậm sâu sâu vô. Nhậm sâu vô đây nè, chứ nhậm lúc ở ngoài miệng nó là nó không sẽ không kêu. Ấy sâu sâu vô. Hết rồi, hạ hết rồi, hạ Đức ơi, hạ hết rồi, hạ Đức ơi. Thử thở không có được. Trời ơi, đứa bé nào mà thổi lại hết hơi luôn. Cái cây này dễ thổi, cái cây này thổi dễ kêu. Chắc là cái miệng của nó bự hơn nè. Không phải, cái này cũng phải có cây kêu to, cây kêu nhỏ, chứ không phải cây nào cũng kêu nha mọi người. Đó, kêu đi chưa? Đây là Út làm đồ chơi từ lá dừa để cho mấy bé ở nhà chơi nè, không có tốn tiền mua đồ chơi, giống như hồi xưa mà mình chơi vậy đó. Không có xem tivi đồ nhiều hư mắt. Mua mấy cái đồ chơi điện tử về, vừa tốn tiền mà vừa hại sức khỏe. Mình chơi cây nhà lá dừa, hôm nay mình ra vườn chặt lá dừa về rồi làm mấy món đồ chơi này chỉ cho mấy bé chơi. Mọi người mấy bé mà có xem được cái clip này thì cùng làm chơi nha. Mọi người đã xem clip của Út, mọi người bấm đăng ký cho Út để Út làm những video ngày càng chất lượng hơn nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.